Tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Ngọc Vân ạ. Mưa mù thì đã kéo dài ở Hà Nội mấy ngày hôm nay rồi, còn hôm nay thì không biết là còn kéo dài cả ngày không ạ? Vâng, Hạnh Phúc, hiện tại thì mưa nhỏ, mưa phùn tại thủ đô Hà Nội đã tạm chấm dứt rồi ạ. Trời chủ yếu là nhiều mây và có lớp sương mù nhẹ giăng phủ. Không khí ấm lên thấy rõ khi mà nhiệt độ tăng khoảng 3 độ so với cùng thời điểm hôm qua, lên mức 24 độ. Nhiều người ra đường không phải mặc những chiếc áo khoác nữa. Tuy nhiên, độ ẩm vẫn rất cao, lúc 10 giờ đang là 89%. Dự báo thời tiết tại thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục ấm và ẩm trong chiều nay, với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên là 27 độ và độ ẩm trong không khí lúc nào cũng cao trên 70%. Về đêm thì mưa ít có khả năng xuất hiện trở lại. Thời tiết giao mùa, trời ấm và ẩm là môi trường thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi và bay đi gây ra bệnh sốt xuất huyết. Chúng ta có thể phòng bệnh bằng một số cách đơn giản như là thường xuyên dọn dẹp nhà cửa và môi trường xung quanh, thay nước bình hoa, xịt thuốc diệt muỗi và côn trùng và mắc màn khi đi ngủ ngay cả ban ngày. Ở phía Nam vẫn đang tiếp diễn chuỗi ngày nóng khô. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo chiều nay trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng là 34 độ và độ ẩm thấp nhất chỉ 50%. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ở ngoài trời từ lúc này cho đến khoảng 3 giờ chiều. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình chuyển động 24 giờ.